Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong clip này thì mình xin giới thiệu với quý vị và các bạn cái hệ thống truyền độ ẩm đất từ cảm biến độ ẩm đất sử dụng hai bo Arduino cùng với NRF24L01. Thì đây cũng là một đơn đặt hàng thực tế của một khách hàng ở An Giang. Khách hàng yêu cầu như thế này, là khách hàng muốn là cắm một cảm biến độ ẩm đất đặt từ xa, sau đó bằng cách nào đó mà truyền về một cái bộ trung tâm này, đó nó sẽ nhận được cái độ ẩm đất và có thể là bật tắt cái máy bơm. Thì dựa vào đó mình đã đưa ra cái giải pháp là mình sử dụng cái module NRF24L01, là module này nha các bạn. Và ở đây mình sử dụng thêm một cái con biến trở này á, nó sẽ điều chỉnh cái mức độ khi nào mà bật bơm. Thí dụ như ở đây các bạn thấy đó là nó hơi chá, ở đây đó là 58 độ ẩm là 58%. Thì khi mà nó khô á, nó quá 58% á, thì nó sẽ bật ha. Nó nhỏ hơn 58%, xin lỗi, khi mà độ ẩm nó nhỏ hơn 58% á thì nó sẽ bật, tức là đất nó khô thì nó bật. Còn nếu mà nó lớn hơn, đất nó ướt thì nó tắt. Các bạn thấy không, nó tắt rồi, le rồi. Rút ra các bạn, bật lên các bạn thấy đó, cái này là cái ánh đèn màu đỏ đó các bạn ha. Và ở đây thì tôi cũng đã cố gắng cải tiến thêm, là tôi bỏ trong một cái hộp nhìn cho nó đẹp các bạn, nó gọn. Và cái hệ thống cái này là bao gồm là một bo Arduino, rồi một cái NRF24L01 với một cảm biến độ ẩm đất bỏ trong đây. Và cái này thì mình có thể dùng cấp cùng ắc quy cũng được, thì ở đây là cấp cùng ắc quy ha, cấp cùng gì cũng được hết á, nguồn 5V từ máy tính, từ ắc quy đều được hết. Nếu mà 5V từ máy tính thì cấp ở đây, còn ắc quy thì nó có cái lỗ này các bạn, thì ta cắt thôi. Đây đưa vào ta cắt ha. Rồi bây giờ ta có thể điều chỉnh được cái phần trăm độ ẩm để mà lúc đó nó kích cái bơm, mà thí dụ như vậy, 88% thì này mới 85, nó vẫn kích bơm. Đưa xuống đây, 90 mấy phần trăm thì nó hết kích rồi đó. Thì cái khoảng cách đó mà nó truyền nhận được đối với cái loại NRF24L01 này á, trong thực tế, trong môi trường có vật cản á, thì được khoảng chừng 15 mét. Clip này xin tạm dừng lại đây, và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip, và xin hẹn gặp lại những clip kế tiếp.